Chào anh cha, lại là mình mấy cơ trưởng đây. Mọi người ơi, hôm nay á có một chuyện rất là quan trọng luôn. Kìa anh Bê Đi đứng khóc quá trời kìa. Đó chính là anh Bê Đi đã bị đe dọa hack nick mọi người à. Anh Ô Bê Đi nói cho ô mọi người biết ô ơn. Thì các bạn ơi, tình trạng là bây giờ tôi với Mel đang rủ nhau đi chơi, cái tự nhiên tôi thấy một bạn gửi thư cho tôi các bạn à. Mẹ, nội dung là như sau, tôi cho các bạn xem nha. Đây 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 đây, tôi giật mình luôn Nào mà. nào. Có bạn tên là Hack Bro ha ha ha. Bạn gửi thư cho tôi là tao là hacker đây, tin tao hack nick mày không? Đấy, Trời thì mới ơi. đầu mới 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 đầu anh nói thiệt nha Mel, mới đầu bạn bạn nhắn cái này là anh cũng không quan tâm cho mấy. Nhưng mà gọi là một hồi sau, tự nhiên bạn nhắn thêm hai tin nữa. Đây nè, nick Thanh Hòa sao mất là do tao hack đó. Cái tự nhiên anh nghe xong cái Ủa? này là anh sợ ngang luôn á. Tại vì ông Thanh Hòa sao ông mất nick là do bị hack. Đúng rồi, anh Thanh Hòa sao bị mắc nít thiệt? Đây nè, bây giờ là họ bây giờ họ kêu thêm cái bức thư thứ ba là nếu không muốn bị mất nick thì đưa tao 50 thỏi vàng mau. Đó thì À, bây giờ rồi sao sao Mel? giờ? Bây giờ các bạn ơi, bây giờ tôi với Mel không biết biết làm cách nào các bạn nha. Tại vì bây giờ á, theo như mà thông tin tụi tôi biết á, là cái nick anh Thanh Hòa sao mất á, là do có một người hack các bạn nha. Cho nên bây giờ anh đang trên nick mới. Đấy, và hiện tại bây giờ là đối tượng mà hack nick của anh nó có thể nha, là hiện tại là đang đang gọi là đe dọa nick của tôi các bạn à. Nếu mà bây giờ mà tôi không giao 50 thỏi là tôi bị mất nick luôn các bạn à. Bây giờ tính sao đi trời? Bây giờ anh là có bao nhiêu thỏi bạc? Bây giờ anh hiện tại anh có không thỏi à. Trời ơi, rồi anh bị hack mít nít chắc luôn rồi. Thì bây giờ sao Mel, cứu anh với. Thì nạp tiền vô ý, nạp thỏi vàng vô ý rồi đưa nó ý. Nhưng mà anh bây giờ ví dụ năm mấy bao nhiêu thỏi vàng bây giờ đưa cho nó xong nó đòi thêm làm sao? Chứ không lẽ cái nít này của anh cày 1 năm chờ rồi anh muốn để bị mắc à? 2 năm lận. À, nếu là Trời em thì em sẽ đưa nó 50 thỏi vàng á. ơi các bạn ơi, nếu các bạn là tôi, các bạn có đưa không các bạn? Giờ thực sự thì tôi không biết như thế nào các bạn ạ. Các bạn có gì comment phía dưới giúp tôi nha mọi người. Thật sự bây giờ tôi không biết làm sao luôn các bạn à. Thôi hay là bây giờ anh gửi thư cho nó rồi anh đàm phán cho nó thử đi. Đàm phán hả? Vậy giờ ok, bây giờ để thử đàm phán lại. Đây đây giờ để xem bạn Là đó. 50 thỏi vàng thì mình sẽ đổi thành một món quà gì đó, xem nó chịu không. Bạn ơi, bây giờ mình không có tiền, đúng không? Mình không có tiền nhiều. Cho nên bạn có thể đổi ra một món quà nào khác được không? Ok. Bây giờ để thử đàm phán xem các bạn ơi, chứ bây giờ tiền làm gì có đâu. Bây giờ thử xem bây giờ là trong đó là ông có cho đổi không các bạn ơi, chứ giờ tôi sợ quá các bạn ơi. Nhưng mà bây giờ anh tặng được quà gì? Thì bây giờ nếu mà kim cương với tiền sao thì anh tặng được bao nhiêu cũng được, nhưng mà nếu mà thỏi vàng thì không có tiền thiệt. Ví dụ đòi 1.000 kim cương anh có không? Không. Ủa, vậy thôi mất tích Ủa mà sao em cứ sao em phải bên anh chứ, sao em cứ đòi 1.000 thỏi gì vậy trời? đòi nào, tôi sợ anh mất nít thôi, anh kỳ quá à. Rồi vậy thôi, giờ ngồi chờ người ta phản hồi đi mọi người. A few moments later. Trời ơi các bạn ơi, bạn ấy đã gửi thư cho tôi rồi nè. Thôi thôi bây giờ xem cái nha mèo ơi. Trời ơi. Đây nè, đây nè, đây nè. Ok, tao ơi tặng tao xem thử. Bây giờ tặng cái gì mèo? Anh xem coi anh tặng được cái gì. Chà, ôi trời ơi. Bây giờ là để anh xem thử. Trời ơi. Bây giờ là Trời anh tặng được cái biểu cảm ngạc nhiên nè, với lại cái quả bí ngô thôi à. Thôi thôi vậy Trời ơi, cùi bắp vậy ông? thôi gì quả bí ngô cũng là lưu siêu rồi, anh tặng bạn nó thử xem bạn nó có nói gì không nha. Nha Tôi nghĩ là ông bị hack nick rồi đó. gì trời, từ từ chạy tôi mới gửi bạn nè, biết đâu bạn này gọi là bạn mới chơi game bạn không biết được cái giá trị này sao. Tôi gửi thử xem bạn ấy phản Bạn ứng như thế nào. hacker đó Kệ cái trang trời. gửi Nick thử chạy. anh sắp bị mất à. Ê cái chùa hoài nha, Later. tao sẽ hack nick mày. Ôi, chết rồi mèo ơi. Ôi, ơi Chết thấy chơi má rồi mà chết nè. giờ sao đây. Ê hình như là bạn ấy mới mới gửi lời mời kết bạn cho anh luôn nè. Xong rồi bây giờ chắc chắc bạn ấy gửi lời mời, chắc bạn ấy giận lắm rồi. Thôi bây giờ tôi chấp nhận cái, tôi qua tôi nói chuyện xem sao các bạn ơi. Sao rồi, số tôi đen dữ cho trời ơi, tự nhiên cái hôm nay tự nhiên tôi bị hack nick ông nội ơi. Không sao không sao, Chúa phù hộ em, Chúa phù hộ em nha. Trời ơi. Lộn. Đây 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 nè mèo, qua nè mèo ơi, thấy thấy ui. Mèo đó đó Đâu đó đó, đâu đây 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 đây. Đâu. Đấy bạn ông chấm nữa kìa. Trời ơi, sao nhìn to con ghê quá mèo. Giờ sao mèo, em nói chuyện giúp anh đi. Muốn nói chuyện với Anh mèo. mà láo nháo là bạn nó đấm một cái là sức đầu mẹ chán nha. Ủa em phe ai vậy Thôi mà tôi không biết sao đâu. hùng dữ vậy trời. Anh đứng ra thôi, tôi đứng sau lưng anh coi, tôi sợ lắm. Trời gì trời. Hello bạn.
Trời gì luôn hả? Trời ơi, cái gì vậy? Chết rồi, bây giờ nói sao các bạn? Sao bạn đòi hack nick mình? Giờ sao mèo, họ hỏi gì làm gì tiếp mèo? Mà nó trả lời là thích kìa. Bây giờ sao? Bây giờ có anh được tính ra sau lưng. Bây giờ đứng sao? Trước tôi. Bây giờ sao cứu anh với? Thì bây giờ nói vậy sao vậy? Thì để bị hack nick đi. Ê cái gì vậy trời? Ủa có mấy anh em tộc sư ở đây là không biết cứu được tôi không chứ? Tao thích hack anh thì với sao? Anh hỏi tôi, hỏi lý do vì sao mà bạn đó hack nick anh Thanh vậy? Ờ đúng rồi ông Thanh, đúng rồi, để hỏi cái. Sao bạn hack nick anh Thanh Hòa sao vậy? Mà tranh trai là anh hacker mà anh hơi mập nha. Dạ trắng cái mắt thằng nhỏ nữa chứ. Tại tao ghét nó hả? Trời ơi, anh Thanh làm gì mà người ta ghét dữ vậy trời? Ê, giờ tới anh kìa. Cậu tuổi hồn, anh cũng biết tại sao mà tự nhiên anh bị ghét luôn á. Để anh hỏi thử. Thế bạn ghét tôi hả? Hay sao ghét anh Thanh, hắn Thanh rồi thì sao tôi mới hát tôi? Là sao? Ủa, mèo em rồi. Mèo. Em sợ hát em lắm, em chạy. Trời ơi, cái gì vậy? Đúng rồi, tao anh tim bâu tim luôn. Còn cười nữa. Trời, chết rồi, bâu tim là có 6 người, không lẽ tôi là người thứ hai vậy? Tới ông Đoàn Câu Lô hả? Dòng gì sao? Ôi trời ơi. Tiếp theo sẽ là Bích Bi, trời ơi. Chết Bích Bi rồi em ơi. Trời ơi, cứu tôi. Ê, gì, tôi hỏi trước kệ tôi, bây giờ bâu tim đi rồi, không biết bà không đi, tôi hỏi thử coi. Vậy còn mèo cái trưởng đi sao? Kỳ vậy. Rồi, tôi hỏi thử xem có bạn trả lời trời nha. Tao fan mèo nên không sao. Ủa gì kỳ vậy? Ủa sao quá. Sao kỳ vậy mèo? Em nó fan em kìa, em ra nấu nó giúp anh đi, đừng có hăng nít anh. Không biết. Ủa gì kỳ vậy ta? Biết. Sao của anh kêu mèo qua đây nè, anh kêu rồi nè, sao mèo giờ mèo không chịu giúp anh nè, bây giờ sao đi trời? Tặng 50 thỏi nhanh lên, không thì không sao hả? Mèo. Đi ăn. Mèo ơi, nó fan em bây giờ, em đeo nó xuống là bây giờ 20 thổi cái gì đi, anh còn trả được. Lỡ bạn đó anti em luôn sao? Thôi, anh nói đi. Ủa sao em kỳ vậy, gì kỳ vậy nha, sao vậy trời? Bây giờ sao ta? Thôi, A few moments later. Nghe nói mày solo thắng thiệt chị Mèo hả? Ngon thì solo. Rồi, Mèo ơi. Là do mấy cái lần mà solo tiệc em anh bị anti luôn rồi nè. Ai kêu lúc đó anh ăn hiếp em quá làm chi? Giờ fan em trả thù anh kìa. Ủa nhưng mà em có biết thằng này không? Mà thằng này nó hát được không vậy? Không biết thì ai biết đâu à. Thì anh đứng solo đi rồi cho bị hát nít luôn. À bây giờ sao trời ơi, tự nhiên bị anti là do cái solo nó tới hả trời ơi. Thắng thì tao sẽ không mắc. Thế bây giờ anh phải solo cho nó, anh thắng là sẽ không bị hack rồi, anh thua là sẽ bị hack à? Đúng. Ủa mà sao anh thấy cái này quen nha. Tại vì mấy cái này anh mấy cái này là mấy cái chiêu mà anh hồi xưa anh hay giả làm anti em, anh xài cái chiêu này mà anh thấy cái chiêu mà quen nha. Vậy thì anh đừng có solo với nó để cho anh bị hack đi. À da, thôi thế lần cùng rồi, thôi bây giờ thôi solo luôn các bạn ơi, chứ không thì tôi sẽ bị mất nick các bạn à. Bây giờ fan tôi này hơi bị đông đó, thích là nhích luôn á. Sợ rồi thôi, để tao hack nick mày cho nhanh nữa trời ơi. À da. Mời các bạn mời trước mời trước. Hack nick đi anh. Nói gì vậy? Sao em cứ trù anh hoài nha. Ê mà anh mới phát hiện một điều nha mèo. Để cho bạn hack nick ơi. Là trên tường bạn này á, là mấy bạn kia hồi nãy nói là có em ký tường hay gì đó. Đây nè. Tự nhiên có vào ngày 13 tháng 10 năm 2023 nè, có em bé 12K5 là Hi chị Mèo. Chị Mèo mà, đây là của chị Mèo. Tính ra em thấy là bạn đó bị chửi quá trời luôn á, chị Mèo đâu ra vậy? Đừng à, có chị giả Mèo. Bộ. À chị Mèo chôn bê đi đúng không nè, mọi người nói nè. Trời ơi, tại vì á, người ta coi clip của anh, người ta cứ tưởng là của em, chứ không phải, hiểu không? Tôi hơi nghi nghi nha, tại vì tôi thấy cái trò mà gọi là rủ nhau trên trò chơi, tôi thấy nghi nghi rồi đó, phải em không? Tính ra em chơi với anh từ lúc đầu luôn á, xong rồi bạn đó mới gửi thư nói á, hack nick anh á, bây giờ anh nghi em là sao? Vậy thì đừng có chơi nữa. Không, ý anh đang, thôi, ý anh nói vậy hả mà, không phải thôi. Nghi ngờ nhau nha. Xin vậy lỗi, thôi, thổi đi. Xin lỗi, ai biết đâu. Mày đùa tao hả? Trời ơi, tôi mời lộn mày à. Tôi mời lộn, mà nãy giờ quên mời mập địch anh em à. Thế tôi mời lộn mày. Anh cấu anh em à. Sao từ từ anh ơi, tôi em mời vô làm gì ghê vậy? Rồi, ok, bây giờ tôi vô nha các bạn ơi. Bây giờ tôi vô nè. Ơ, các bạn sẵn tiện chơi mini em đoán đi. Giờ ông nào nghĩ mà tôi mà thắng được cái ông H này đó, anh em cho tôi phím subscribe đi. Còn thua cho tôi phím like nha các bạn. Bây giờ mặc dù trong tình cảnh mà hiểm nghèo nhưng mà thôi, cứ chơi cái vote cái đi cho nó vui cũng được. Rồi, trời ơi. Cố lên anh bê đi. Anh phải lấy cái top 1, anh phải là giành lại danh dự trước một người hacker chứ sao mà thua được. Em có thủ dụ nhau hay nào? Gì vậy? Nói vậy. Tôi là
tôi là thấy không nghi ngờ tôi đấy nha. Anh thấy em tự nhiên, anh thấy em cho mấy bạn giải anh chết đầu tiên, anh thấy hơi nghi ngờ rồi đó. Nói vậy thôi. Sao vậy? Anh nha, mình sẽ bị nóng mà nghe. Nào, nói. Cố lên, trời ơi, tôi sắp đi rồi các bạn ơi. Rồi tôi thua rồi. Later. Ờ, mèo ơi, anh thua thằng hacker kìa mèo. Ừ, dạ, thua là đúng rồi. Ủa, là sao? Ủa sao em phê anh mà sao em nói vậy anh? Tại anh già, nếu là anh đưa em chơi là thắng rồi. Ê, người ta mình cũng bị hack nít nè. Tôi thôi. Ê, nói thì gì vậy? Thì đi hack đi. Ê, nói gì vậy? Thì đi hack đi. Tôi giận cô nha. Tự nhiên thôi bụng quá à. Em đi vệ sinh đó nghe. Ủa sao luôn vậy? Ừ các bạn ơi, các bạn thấy không? Cái mình bây giờ mình bị mình thua người ta, mình bị hắn hết các kiểu, cái tự nhiên bây giờ trêu chọc mình xong cái ao game luôn các bạn à. Ừ, ghét với người ta thôi các bạn ơi. Bây giờ sẵn tiện tôi đang quay clip vậy thôi, bây giờ tôi không biết hacker tôi nó nói nó chửi tôi gà hay gì tôi kệ luôn các bạn ơi. Tại vì tôi nghĩ nó không hack được nick tôi đâu các bạn à. Cho nên là tôi cũng không quan tâm cho mấy, bây giờ nói chung là tôi ghét, bây giờ tôi sẽ đi cua một người khác nha các bạn. Để xem gọi là mèo xem được cái clip này sẽ như thế nào, chứ tôi ghét mèo đâu các bạn à. Ghê chưa? Ờ tôi thấy rồi, tôi thấy rồi nè. Hello, cậu đang lê xinh đẹp nha. Cậu đang làm gì đó? Hi cậu đang lê nha. Tớ yêu cậu đang lê ơi. Nói gì vậy hả? Nói gì kệ người ta kêu tớ yêu cậu thì liên quan gì trời? Ủa mập này gì bị gì ta? Ai cho? Ủa là sao? Ủa là sao các bạn? Sao anh ngoại tình? Ủa? Là sao? Tôi ghét anh. Ủa sao cái từ này quen vậy? Ê! Ủa là sao? Ủa là mèo hết em? Từ ơi. Ủa là mèo nãy giờ cho tôi hả? Tôi gọi mèo vô thử coi. A few moments later. Anh đừng nói nữa, chia tay đi. Ủa là sao? Ai lại đi tỏ tình một nhỏ khác hả? Ủa nhưng mà sao em biết? Tôi không cần biết, tôi đã đứng nghe lén hết rồi. Chúng ta chia tay đi. Ủa vậy em là thằng mập hồi nãy hả? Mập đồ hắc nít anh hả? Thằng mập là ai tôi không biết, tôi không cần biết. Tôi chỉ biết là anh ngoại tình thôi. Thì ra là em bây giờ em chôn anh đúng không? Có phải anh đứng ở đó mà anh dám ngoại tình hả? Thôi được rồi. Chúng ta từ hôm nay kết thúc đi. Nhưng mà không nói nhiều nha, nhưng mà tại sao em dám chôn anh hả? Em chôn hắc nít anh. Ơ các bạn ơi. Ủa là sao các bạn? Ôi cuối cùng là tôi bị chôn hắc nít, là tôi phải là người giận, cái tự nhiên cuối cùng là bây giờ giận ngược lại tôi. Rồi bây giờ tôi làm sao các bạn ơi? Tôi chết tôi rồi các bạn ơi. Sao mà đó được? Dạ. Sao mà đó được?